5 tiêu chí quyết định tới kết quả trồng răng implant nhất định phải biết. Chào các bạn, tôi là bác sĩ chuyên khoa cấy ghép implant tại hệ thống nha khoa Lạc Việt Intech. Trồng răng implant là phương pháp tốt nhất để phục hồi lại chức năng ăn nhai và thẩm mỹ của hàm răng khi đã bị mất răng. Để gia tăng tối đa tỷ lệ thành công thì các bạn cần biết 5 tiêu chí sẽ quyết định tới kết quả một ca lâm sàng trồng răng implant mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Điều đầu tiên là tình trạng sức khỏe của người bệnh, một yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình thực hiện trồng răng implant. Chính vì vậy, bác sĩ điều trị luôn quan tâm đến tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân để đánh giá trồng răng có nguy hiểm hay không, có biến chứng gì hay không. Điều này nhằm kiểm soát quá trình thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe của bạn. Do đó, trước khi tiến hành cấy ghép thì bệnh nhân sẽ được thăm khám sức khỏe tổng quát, giúp xác định điều kiện để trồng răng implant. Theo đó, nếu sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề như các bệnh mãn tính, bác sĩ sẽ cân nhắc mức độ và khả năng thành công. Khi nhận định trường hợp trồng răng implant không phù hợp với sức khỏe, cơ thể của bạn, thì bác sĩ sẽ chỉ định những phương pháp trồng răng khác phù hợp hơn. Thứ hai là quan tâm đến độ tuổi của trồng răng. Các bạn cần biết rằng, trồng răng implant chỉ nên thực hiện khi người bệnh đã đủ 18 tuổi trở lên. Vì ở độ tuổi trưởng thành này, thì hệ thống xương hàm đã phát triển cách toàn diện và ổn định. Do đó, người bệnh đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật tác động vào xương hàm. Ngoài ra, ở một số trường hợp chưa đủ 18 tuổi có cấu trúc xương hàm được nha sĩ đánh giá là phát triển ổn định thì cũng đủ điều kiện để trồng răng implant nhưng rất hiếm. Và bác sĩ cũng ít chỉ định ở những trường hợp như thế, sẽ bớt rủi ro. Đối với các trường hợp nhỏ tuổi hơn thì việc tiến hành phẫu thuật sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển xương hàm, gây ra những sai lệch không đáng có. Đồng thời, tình trạng sức khỏe ở lứa tuổi này cũng chưa đáp ứng với điều kiện để trồng răng implant một cách an toàn. Tiếp theo là xương hàm có đạt mức độ tiêu chuẩn yêu cầu hay không. Điều kiện để trồng răng implant nghiêm ngặt về mức độ xương hàm phải đạt tiêu chuẩn, bởi vì kỹ thuật cấy ghép sẽ gắn trụ trực tiếp vào xương hàm. Do đó thì bạn cần phải có cấu trúc xương ổ răng và xương hàm cứng chắc. Đồng thời, thể tích xương hàm cũng cần đảm bảo đủ độ cao và bề dày thì mới có thể thực hiện được trồng răng implant một cách hiệu quả. Xương hàm của bạn có đạt mức độ tiêu chuẩn hay không quyết định trực tiếp đến hiệu quả trồng răng implant. Chính vì vậy, người bệnh sẽ được yêu cầu thực hiện chụp phim X-quang CT côn bim khung xương hàm nhằm xác định chính xác tỷ lệ xương. Đặc biệt, đối với những trường hợp mất răng hàm lâu năm và tình trạng tiêu xương ở mức độ nghiêm trọng thì sẽ được bác sĩ chỉ định cho cấy ghép xương. Khi đó thì các bạn mới đủ có điều kiện để trồng răng implant. Thứ tư là tuyệt đối không sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện sẽ mang lại tác động không tốt đến quá trình hồi phục khi cấy ghép implant. Do đó, nếu bạn thường xuyên sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cần phải ngưng trước khi phẫu thuật và sau phẫu thuật trồng răng implant khoảng 1 tháng. Điều này giúp chất lượng của việc thực hiện cấy ghép implant được đảm bảo hiệu quả. Và tiêu chí cuối cùng là cần tìm đến cơ sở nha khoa uy tín. Điều kiện quan trọng để trồng răng implant an toàn. Cấy ghép implant là phương pháp nha khoa vượt trội và hiện đại nhưng đòi hỏi kỹ thuật thực hiện cao với độ phức tạp lớn. Vì vậy, việc lựa chọn kỹ cơ sở nha khoa uy tín, người bệnh sẽ được thực hiện trồng răng implant bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao. Điều này mới có thể đảm bảo an toàn và tránh những biến chứng về sau. Nha khoa Lạc Việt Intech tự hào là trung tâm implant hàng đầu Việt Nam với đội ngũ các chuyên gia và bác sĩ đầu ngành. Ngoài chất lượng chuyên môn của đội ngũ bác sĩ thì điều kiện để được trồng răng implant còn được đánh giá từ thiết bị sử dụng, thực hiện quá trình vô trùng tuyệt đối với mọi máy móc, mọi dụng cụ và phòng phẫu thuật giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ viêm nhiễm. Sở hữu các vật liệu cấy ghép implant chính hãng giúp quá trình tích hợp xương nhanh chóng, đảm bảo thời gian điều trị cho người bệnh. Với những trang thiết bị, hệ thống máy móc hiện đại theo tiêu chuẩn ngành nha thế giới thì nha khoa Lạc Việt Intech sẽ đem lại kết quả điều trị hiệu quả nhất cho tất cả các khách hàng khi đến thăm khám và điều trị tại đây. Tổng kết lại video ngày hôm nay thì tôi muốn các bạn biết được 5 tiêu chí quyết định tới kết quả trồng răng implant nhất định phải biết. Bác sĩ mong muốn bạn ghi nhớ điều này để có cho mình những kiến thức tốt trước khi thực hiện trồng răng implant. Đặc biệt, bạn cần chú ý với việc lựa chọn nha khoa uy tín, đảm bảo chất lượng điều trị. Bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, nha khoa Lạc Việt Intech để được tư vấn, thăm khám bởi đội ngũ chuyên gia và bác sĩ giàu kinh nghiệm. Cảm ơn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.